Dự án được WIPO thiết kế gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, WIPO tổ chức khóa đào tạo thực tiễn chiến lược, xây dựng thương hiệu và tiếp thị cho các nhà sản xuất cà phê Gia Lai vào giữa tháng 4 năm 2023. Giai đoạn 2, WIPO tiếp tục triển khai hoạt động giới thiệu sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý trên nền tảng thương mại trực tuyến và xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Chiến dịch quảng bá sản phẩm sẽ được xây dựng theo nhu cầu và điều kiện thực tế của các doanh nghiệp, nhà sản xuất của địa phương. Thời gian thực hiện giai đoạn 2 của dự án dự kiến vào cuối năm 2023. Dự án được triển khai với mục tiêu giúp các nhà sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có góc nhìn sâu sắc hơn về xây dựng chiến lược thương hiệu và tiếp thị, đồng thời có những tư vấn thiết thực trong xây dựng chiến lược quản lý tài sản trí tuệ nhằm tạo vị thế cạnh tranh tốt trên các thị trường mới. Theo đó, các nhà sản xuất cà phê Gia Lai tham gia dự án sẽ tiến hành các bước gồm giới thiệu và bán được sản phẩm của mình trên nền tảng thương mại trực tuyến TikTok, xây dựng chiến dịch quảng bá sản phẩm, xây dựng và công bố hệ thống tài liệu quảng bá cho sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý cà phê Gia Lai.